Xin chào tất cả các bạn nhé, đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình là Nguyễn Tất Thắng. Thì hôm nay là 26 âm lịch rồi. Theo lịch trình thì là Thắng cũng đã có thông báo với rất nhiều người ở Tuyên Quang là hôm nay Thắng về và ngày mai ngày kia là Thắng mổ lợn, rồi là mời những cái khán giả đã để vào nhà Thắng chơi, hoặc là chiều mùng 2 Tết là vào nhà Thắng chơi. Nhưng do dịch đấy, và đã phải thay đổi kế hoạch đấy, là dịch Covid-19 ấy, Thắng phải thay đổi kế hoạch để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch. Rồi là vợ Thắng thì cũng là trong ngành y đấy, rồi là cũng có công văn chỉ đạo và cũng khuyến cáo của Bộ Y tế là ở đâu thì hãy nên ở đấy. Và cán bộ công chức viên chức, người công nhân, người lao động đấy, hãy ở đâu thì ở đấy, không nên về quê ăn Tết đấy. Tại vì là trên địa bàn tỉnh Hà Giang cũng có một người đã nhiễm Covid-19. Thế nên là Thắng quyết định là ở lại ăn Tết ở thành phố Hà Giang nhé. Đấy, không về nữa. Năm nay Thắng ăn Tết xa nhà, xa bố mẹ đấy, mà xa người con thân yêu của Thắng đấy. Con trai của Thắng là vẫn ở dưới Tuyên Quang đấy, không có thể lên ăn Tết được vợ chồng Thắng, và vợ chồng Thắng cũng không thể về được đấy. Qua đây thì Thắng cũng thông báo cho mọi người biết như vậy, là năm nay là Thắng sẽ không về Tuyên Quang, là ở lại Hà Giang ăn Tết, và có thể là ăn Tết rất nhiều ở trên bản. Đấy, tại vì ở đây thì có mỗi hai vợ chồng thôi, mà Thắng cũng không quen nhiều người ở thành phố, thế nên cũng chẳng có chỗ nào đi chơi, nên là chắc cũng chỉ vào bản lòng ngoằng ăn Tết cho hết 3 ngày Tết. Thế nên rằng là rất mong là các bạn thông cảm cho, đã có mấy bác là đã hứa với cả mấy bác rồi là về quê năm nay sẽ gặp nhau, nhưng mà không về được do dịch dã đấy, để đảm bảo cho đón Tết nó an lành. Nên là tốt nhất là các bác là nên ở đâu ở đó, chứ đừng có đi linh tinh đấy, rồi là nhỡ đâu lại có Covid, cô biết là nó khó xử lý đấy. Qua đây thì các bác ngày mai ngày kia sẽ đón xem liên tục những cái thước phim mà vẫn ở trên bản nhé. Rất tiếc là Thắng sẽ không về được Tuyên Quang và để gặp được các bác như đã hẹn đấy. Thông báo thế cho để cho các bác biết. Bây giờ buổi sáng sớm Thắng vừa mới dậy thôi, còn chưa đánh răng rửa mặt gì đấy. Hôm nay 26 Tết rồi, là chuẩn bị Tết nhất rồi. Là ở đây nhà Thắng thì ở đây có mỗi hai vợ chồng thôi, không có đó gì thêm, chắc chỉ mổ con gà, hai con gà là xong Tết đấy.